chỉ biết là em là một người rất là nhát. Em là một người rất là nhát và ít nói. Phát biểu cảm nhận nào? Nào, mặt tươi lên. Nhưng từ lần đầu đi đầu tiên thì em đã thấy mình dũng cảm hơn và em có thể đi được lần thứ hai. Qua chương trình này em thấy rất là tự tin. Cảm ơn trung tâm của mọi người. Chỉ có niềm tin thôi.